Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay có một cái tin muốn báo cho mọi người là con Sakuza bầu cái đàn con của Loki đã đẻ rồi, nhưng mà nó không được nhiều con lắm. Nó đẻ được có 4 con thôi thì nó bị lót ổ mất một con, còn 3, 2 cái, 1 đực. Thì cái đàn cho con này sẽ chờ sau khoảng tầm khi cho con nó được khoảng tầm 50 ngày, thì lúc đó các bạn mà đã đặt cọc trước thì mọi người có thể chọn, nếu mà không chọn thì mọi người có thể chờ đàn khác. Và Siro ấy thì bầu là cũng sắp đến ngày sinh rồi. Lịch của Siro thì chắc sẽ trong vòng khoảng tầm 5 ngày nữa là Siro sẽ sinh thôi, nhưng mà Siro thì bụng hơi nhỏ, chắc cũng ít con. Đợt này ấy thì bầu nó không được thuận lợi lắm, bởi vì nó lại rơi trúng vào mình nuôi ba con, là con Melci này, có Pila đấy này, và cùng với Siro. Thì đợt này là Melci là thay lông và chuẩn bị lên giống, thành ra là cái tính cách của Melci ở trong cái giai đoạn này nó rất là bá đạo. Melci rất là bá đạo và thích nô, thế thành ra là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái mang bầu lần này của Siro. Pila thì đợt này cũng lại cũng sắp lên giống lại, dù là Pila là 10 tuổi rồi, hơn 10 tuổi rồi, nhưng mà không cho sinh sản nữa rồi, nhưng mà nó vẫn lên giống thì nó vẫn lên giống thôi, con chó nó khỏe thì nó vẫn lên giống nha mọi người nhé. Đây Siro đây. Ok, Messi nhường cái ghế nóng lại cho con tí nào. Messi lại sang bên này. Messi lùi lại đằng sau với mẹ. Không, con Siro phải ra bên ngoài này cơ, để nhìn mọi người nhìn cái bụng của con Siro. Rồi, ok, Siro ngồi đấy. Đó, để cho mọi người nhìn cái bụng của Siro này. Hôm nay là Messi vào vòng ra đằng sau. Yên, Siro ngồi yên đấy. Messi sang bên này. Messi sang ghế đằng sau. Nào. Siro yên đấy. Messi lên nhưng mà ra đằng sau. Messi ra đằng sau. Messi ra nằm với lại Pila. Anh nhờ một tí. Rồi ok, hai mẹ con ngồi đấy, ngồi yên đấy, để xem con Siro. Siro nằm xuống, Siro nằm xuống đây. Ở đây không, cũng không cần nằm, mọi người có thể nhìn thấy cái bẹ sữa dưới đây, nhưng mà bụng hơi bé. Mọi người có thể nhìn thấy cái bẹ sữa của Siro đây này, nhưng Siro bụng hơi nhỏ. Nào Siro ngồi lên. Thế cho nên là mình nói là cái về cái các cái dấu hiệu mọi người, mà những ai mà có chó mà mới lấy giống ấy, trong vòng khoảng tầm chỉ cần trong vòng khoảng tầm 20 ngày đầu thôi, mọi người có thể nhìn, mọi người có thể biết được nó mang bầu. Là như Siro này, là cái qua cái video mình chia sẻ về cái nhận biết cái con chó nó mang bầu rất là sớm, thì mọi người nhìn cái mọi người sẽ biết ngay. Thì đấy, như Siro là biết nó mang bầu rồi, mà nhưng mà đợt này thì Siro chắc là cũng bị rơi rụng. Cái con chó nó mang bầu, nó không phải là cứ mang bầu là thế là xong đâu mọi người. Mang bầu, trong cái quá trình mang bầu ấy, cái điều kiện nó phải là rất là, con chó vận động thoải mái ok không vấn đề gì nhé, nhưng mà cái điều kiện nuôi cái con chó tốt nhất đấy là cái con chó nó vận động nhẹ nhàng, không nô nghịch với con khác. Nhưng mà đây thì mình nuôi là mình thả cả ba con với nhau, nhưng mà tức là ở đây là nuôi là vừa muốn nó đẻ mà lại vừa muốn nó thoải mái, nó chơi như bình thường. Thì thành ra là như đợt này bình thường thì nó cũng chả sao đâu, nhưng mà như đợt này thì nó lại rơi trúng vào cái trường hợp cái thời điểm mà hai con nó lên cơn, nó muốn nô nghịch, là Pila với lại Messi, bà với lại mẹ là ở trong cái giai đoạn thay lông chuẩn bị lên giống, cho nên là cả bà cả mẹ đều theo kiểu là máu đại ca và thích nô, thành ra là Siro thì lại gọi là cây cây hài của gia đình rồi. Siro thì lúc nào Siro cũng thích nô, thế mà có đối nô một cái thì là Siro rầm rầm ngay. Lần này bụng Siro còn bé hơn lần trước nhá Siro nhá, khả năng là cái bụng này của Siro chắc chỉ đẻ khoảng tầm 4 con hoặc 5 con thôi, chứ cũng không có nhiều. Trong vòng 1 tuần nữa là Siro sẽ đẻ đó, khi mà nó bầu ít con ấy thì nó lại lên ngày, chứ nó không có đẻ đúng 60 ngày như là bình thường, có thể nó lên đến 64 65 ngày. Đó thì chia sẻ với mọi người này như thế. Còn cái sau cái đợt này hai con này thì sẽ chỉ còn một con nữa, là cái con một con chó cái của trại nhà mình, là con của con Marvin, là nó lấy giống với lại đực ngoài, bởi vì là Covid không có di chuyển được, thành ra là lấy giống với đực ngoài thì chờ con đấy xem là nó có
sinh sản như thế nào đấy thì có cho con, thì cái đàn đấy nó sẽ là một cái đàn giá rẻ thôi, ở mức giá rẻ. Thì sau đấy là còn hiện tại sau sau cái siro này nhá, và cái con lấy giống rồi ấy thì là sẽ phải chờ đến cái loạt tiếp theo, tức là cũng sẽ lâu đấy, chờ cái loạt lên giống tiếp theo là Melsi này và cả một loạt kia, cả một loạt những cái con cái kia của trại này chờ lên giống tiếp theo thì trong vòng một tháng nữa thì chắc là sẽ có một vài con để lấy giống. Thì các bạn mà chờ cho con thì xác định là cũng lâu đó, thì cũng thông báo như thế để các bạn biết. Hy vọng là sang đầu năm 2022 là các cái con chó giống của mình nó sẽ đẻ sinh sản tốt hơn. Vì ở trong cái mùa này nó là cái mùa thay đổi thời tiết, mà các con chó cái của trại nhà mình ấy thì nó là những con chó F1, tức là con chó đời đầu ở Việt Nam, bố mẹ nhập hoặc là bố nhập mẹ đời 1, tức là đời 1 hoặc đời 1,5 thôi. Thành ra là cái thích nghi khí hậu của chúng nó cái khí hậu nó thay đổi khắc nghiệt một cái là nó ảnh hưởng đến thai ngay. Đó là bởi vì là mấy con nuôi ở mình phải chia ra, mấy anh em nuôi thì mấy anh em nuôi ở gia đình là nuôi một con thì cái điều kiện chăm sóc là rất là tốt rồi, nhưng mà cái thời tiết nó ảnh hưởng thì nó vẫn hỏng bình thường, mấy con hỏng đó. Còn như ở nhà mình ấy, thì thời tiết nó lại không thay đổi được đến con chó nhiều, bởi vì mình nuôi ở trong nhà đó. Nhưng mà cái điều kiện nuôi phải nói là nó cũng không được tốt lắm, bởi vì nhiều con. Thực ra cái nuôi như cái việc mình nuôi như thế này mà ba con ở cùng với nhau như thế này là nó không có tốt cho cái việc con chó nó sinh sản đâu. Đó, nhưng mà cái đấy thì nó là cái là mình thấy mình mới nói là vừa muốn nuôi để gần chúng nó mà vừa lại muốn chúng nó đẻ nữa thì nó hơi khó, thì phải chấp nhận thôi. Nó có bầu nó ít hơn một chút thì cũng phải vui vẻ chấp nhận, bởi vì chuyển chúng nó sang bên trại thì cũng không nỡ. Mà một chuyển một con đi là cũng đã không nỡ rồi, nuôi một con hoặc nuôi hai con thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Và có thể là mình sẽ để xem là sang sau cái đợt lấy giống này là ở bên trại, hiện tại bây giờ là mình đang ở bên trại là mình đang có 5 con này, và một điểm là có 5 con và một điểm là có 3 con chó cái đang ở cái tuổi sinh sản rất là tốt, thì mình sẽ xem là 5 con ở cái điểm tập trung. Nếu mà cái lần tiếp theo mình sẽ cho nó sinh sản tại trại một lần nữa. Nếu cái lần tiếp theo này mà nó vẫn không được thuận lợi thì mình sẽ chia 5 cái con lấy ra, lúc đó mình sẽ tìm người để mà mọi người chia ra để mọi người nuôi cùng với mình, tức là nuôi theo kiểu gọi là nuôi hợp tác đó. Có thể mình đưa chó cho mọi người để mọi người nuôi, bán cho mọi người một nửa con chó, giả sử như thế, cổ phần đó, để mọi người ai mà lúc đó thì mình sẽ tìm để mình xem là có ai mà có cái kinh nghiệm chăm sóc, hoặc là không cần có kinh nghiệm chăm sóc nha mọi người nhé, chỉ cần là cái người yêu chó này, từng nuôi chó rồi, kể cả nuôi chó ta, cái điều kiện mọi thứ nó thích hợp, ở nhà cửa này kia nó mọi thứ nó hợp lý để nuôi, cái đấy lúc đấy mình sẽ cân nhắc. Thì có thể là một là mình sẽ gửi chó để cho mọi người nuôi, và tất nhiên là cái con chó của mình thì là nó y như ở trại rồi, chẳng qua là thay đổi chỗ nuôi thôi, là một. Cái thứ hai, cái phương án thứ hai là có thể mình bán một nửa con chó cho mọi người. Tại sao mình không bán hết là lý do như thế này này. Một là những con mình đã giữ lại để mình gửi giống là không muốn ở chỗ. Nếu bán cho một cái người nào đấy mà người ta nuôi nó mãi cả cái cuộc đời nó thì ok, mình có thể bán. Nhưng mà mình phòng tránh cái trường hợp là nuôi một thời gian xong sinh sản nó kiếm ra tiền cho chủ vài lần, sau đấy nó đẻ kém đi một cái rồi hay là như thế nào đấy là bán nó đi ngay. Đó, cái đó là mình tuyệt đối là mình không có đồng ý cái việc đó. Cho nên là mình sẽ giao chó cho mọi người hoặc mình bán 50% thôi. Có những người cũng muốn là sẽ nuôi con chó gắn bó cả đời với những cái con chó to của mình ấy. Hỏi mình hỏi mua, muốn mua gắn bó con chó cả đời thì nó lại có một cái dở nữa là gì? Là con chó của mình nó là cái con chó nó đắt tiền, bán mọi người không có tiền mua. Tức là mọi người không chi được những cái khoản chi, giả sử như nó là 5-70 triệu một con chó chẳng hạn, mọi người khó chi đó.
Thế cho nên là, nhưng mà đấy là cái câu chuyện, đấy là cái câu chuyện là sẽ sau một lần đẻ nữa mình sẽ để cho cả mấy con của mình, nó đều là những con chó trẻ, nó ở trong cái khoảng lứa tuổi là từ 2 tuổi, nó dao động ở trong khoảng 2 tuổi và 3 tuổi là cái lứa tuổi tốt nhất của con chó để sinh sản. Con chó cái từ 2 đến 5 tuổi thì nó mới chớm vào, cho nên là mình không muốn giữ lại ở trại lâu. Mình không ngại về cái vấn đề là kinh tế này kia, cái đấy là mình không có ngại. Nhưng mà nếu mà cứ nuôi nó mà nó không đẻ được, nó bị lãng phí. Nó lãng phí cái giai đoạn tốt nhất của con chó để sinh sản đó mọi người. Nó là như thế, nhưng mà mình lại không muốn là cái con chó của mình nó bị đổi chủ. Không muốn nó thành một cái hàng hóa để mua qua bán lại. Tức là bán chó thì nó bán chó rồi, nhưng mà bán chó thì nó chính là tìm một cái ngôi nhà mới cho con chó, chứ không phải là để mà mình ngại. Ngán nhất là cái trường hợp là bán rồi lại nuôi một thời gian rồi lại bán rồi này kia thôi. Nó, đó là cái mà mình rất là không thích. Còn có những cái trường hợp đặc biệt, nó theo cái kiểu là những cái con chó đực nhập về, là những cái con mà để một cái nguồn gen để mà nhân rộng nó ra, thì ok, mình chấp nhận cái việc đó là để nó thay đổi. Ở đây nó lấy giống hết một loạt rồi, ở chỗ kia thì cần, nhưng mà người ta lại, nếu mà nhập một cái con mới thì nó cũng là lãng phí này kia, và cái số tiền nó lớn thì ok, có thể bán lại cho họ đó. Nhưng mà như hiện tại bây giờ thì mình chưa bán theo cái kiểu như thế, nhưng mà cái ở trong cái khía cạnh đấy thì ok, mình có thể ok là mình chấp nhận được. Tất nhiên cũng phải bán cho cái người nuôi như thế nào, chứ còn nếu mà nuôi con chó chỉ để kinh doanh thì mình không đồng ý. Thực sự mình là một cái người nuôi chó cả trại, cả trăm con, nhưng mà nếu mà coi con chó, chỉ coi con chó là một cái công cụ nuôi để mà kinh doanh, để kiếm tiền thì mình không đồng ý. Mình không có khuyến khích cái việc đấy. Cái đấy thì là quyền của mỗi người và nó cũng là cái công việc của mỗi người thôi. Nhưng mà mình thì mình cũng không có khuyến khích cái việc là nuôi con chó chỉ nhằm mục đích kinh doanh, bởi vì như thế thì nó cũng bị phũ phàng quá. Nó cái này thì nó tùy vào mỗi người một cái suy nghĩ thôi. Nhưng mà những cái con chó của mình nó như hiện tại bây giờ, như Pila này là 10 tuổi này, gọi là nếu mà như mọi người, nếu mà nuôi để mà mục đích chỉ để kinh doanh ấy, thì chắc là sẽ cho Pila ra chỗ khác ở lâu rồi đấy Pila nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là bây giờ nó là tiêu sản rồi. Bây giờ nếu mà tính ở trên bề mặt kinh tế là nó là tiêu sản, chỉ có ăn đấy. Chỉ có ăn, và lại còn chính cái quan trọng ấy là, một là tiền ăn, nó là một cái, thứ hai nữa là nó có một cái nữa là nó là cái câu chuyện nó chiếm diện tích đó. Giả sử như là nếu mà không có Pila, chỉ có hai mẹ con Mercy với lại Siro, thì ở trong tuổi sinh sản nó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà nó có thêm một con nữa là con Pila thì nó lại có thể nó dễ sẽ phát sinh những cái mà nô nghịch, những cái này kia hơn. Đó là cái mà, nhưng mà đấy là cái mà cái lựa chọn của từng người một. Và cái điều kiện của mình, cái nhà nó chật thì cũng phải thôi, vui vẻ chấp nhận thôi. Được cái nọ mất cái kia. Nhá, cho nên là mấy đứa nhá, phải khi mà anh nói là khi mà bầu ấy, muốn anh nuôi được cả ba bà cháu ở cùng, thì khi mà bầu là phải hết sức là giữ gìn, không có nô nghịch như bình thường được. Cái lúc nào ấy mà xong, cái giai đoạn nào mà không có bầu bí gì thì nô nghịch thoải mái. Nhưng mà cái lúc nào mà bầu bí, giả sử như con Siro nó bầu bí là không được nô với nó, không chơi với nó, để kệ nó, cho nó chơi một mình thôi, chứ không có cho nó chơi với nó hay là này kia, nó ảnh hưởng đến cái mang bầu của nó. Đấy là khi mà muốn được nuôi chung. Còn đấy là cái câu chuyện chia sẻ bên lề. Ok, video hơi dài rồi, xin chào tất cả mọi người. Nói hơi bị rườm rà dài dòng rồi. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhá. Pila ngồi dậy xem nào. Nào, Pila bây giờ là Pila, ở đây là Pila phải điều tiết chúng nó, không cho chúng nó nô nhau nhá.